Syria, kính thưa quý vị, Lebanon Human Rights Watch tìm được bằng chứng tra tấn tù nhân Syria, tin từ Beirut. Tổ chức tranh đấu nhân quyền Human Rights Watch đặt trụ sở ở New York tuyên bố đã tìm thấy bằng chứng lực lượng an ninh chính phủ Syria đã tra tấn những người tình nghi chống Tổng thống Bashar al-Assad. Một toán nhân viên Human Rights Watch đã tới thành phố Raqqa trong tháng trước sau khi thành phố này rơi vào tay lực lượng dân quân. Toán nhân viên Human Rights Watch đã quay phim đi quan sát những tòa nhà của lực lượng an ninh và tình báo quân sự Syria, tìm được những tài liệu cho thấy tù nhân bị bắt giữ vô cớ, ngay cả những người giúp kẻ bị thương hay vô gia cư. Nhà nghiên cứu Lama Faki của Human Rights Watch nói rằng toán nhân viên có thể thấy những phòng giam cấm cố, các phòng thẩm vấn và tra tấn. Cô và đồng nghiệp cũng đã thấy những dụng cụ tra tấn như một dụng cụ giống hình thập tự giá dùng để kéo dài hoặc bẻ cong tay chân tù nhân. Human Rights Watch cũng tìm thấy danh sách những người làm việc tại tòa nhà an ninh quốc gia, phỏng vấn những người từng bị thẩm vấn và tra tấn tại tòa nhà tình báo quân đội. Trong số những người được phỏng vấn, có một sinh viên bị bắt giữ vì đã tham gia nhiều cuộc biểu tình ngày 7 tháng 4 năm 2012. Người sinh viên này nói rằng anh ta đã chứng kiến những cảnh man rợ như rút móng tay, đóng đinh vào người. Anh nghĩ rằng lực lượng an ninh al-Assad không phải là con người. Theo tài liệu của Human Rights Watch, lấy được tất cả các sinh viên tốt nghiệp tại thành phố Raqqa đều bị lực lượng an ninh theo dõi.